Nam bánh coi nồi sao giới thiệu với anh em mấy cái tông mà Subichi Nhật hàng Nhật mới đây đẹp nha. Thì quay cho giới thiệu với anh em thôi, nó là thuần ở khí hậu Việt Nam mà là sống tốt với những quý anh em. Có bữa về mấy cây thông, một số anh em xin chuyển vườn là hết rồi nha, nên mình hết thông Nhật rồi. Khi nào mình có lô khác mình giới thiệu cho anh em. Còn lại mấy cây tùng Subichi. Bây giờ anh em tham khảo cho vui. Anh em cần giao lưu thì cũng alo. Nói trước cái dòng này nó khá mắc nha quý anh em. Hàng nó có đủ loại nha quý anh em. Tàu có, Đài Loan có, Nhật có nha quý anh em. Đủ loại đó. Mấy cái này thuần chậu hết rồi nha. Vừa ép thuần chậu vô Việt Nam mình là sống ok luôn rồi đó. Bê một cái thôi. Thì anh em mình cần alo nha. Số thoại alo 0932411987 quý em. Có mấy cây chụp cho quý anh em xem tham khảo anh em ha. Được mấy cây thôi, không có nhiều đâu nha. Trước mình có mấy cây thông rồi mình giao lưu rồi. Số anh em đồng hồi mình tới qua tới lấy hết hai cây. Mấy cái tùng mà Subichi thuần chậu hết rồi. Em thấy không? Đầm lé tua tua. Ồ ra 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 quẻ luôn nè quý anh em. Về ra ra quẻ luôn. Ôi, cái này là bê nhì nha. Thông pháp rất đẹp nha quý nè. Nên mình cần alo ha. Số điện thoại Zalo 0932411987 với em ha. Hàng VIP. Rồi. Anh em yêu alo ha. Số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý em rất nhiều nha. Đọc số điện thoại Zalo là 0932411987. Nó về ra quẻ luôn nè quý nè. Mấy cái này về hả em bên không? Thùng chậu lâu à, một réo cả rồi. Trời anh em vui nhu cầu giao lưu mấy cái tung này alo cho mình nha. Với số điện thoại Zalo 0932411987 với em ha.